Xin chào các bạn, mình là Trung. Trong video này thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn cách làm thế nào để có thể ứng dụng được cái công cụ SQL trong việc tạo báo cáo ở trong Excel mọi người nhé. Ở trong cái ví dụ này thì mình đang có một câu hỏi như sau. Đó là hãy thống kê doanh thu của từng bạn sale trong năm 2012 và 2011. Sau đó thì hãy so sánh doanh thu 2 năm này và tính ra growth rate giữa 2 năm của từng bạn. Biết rằng mỗi bạn được giao KPI là một năm cần tăng trưởng ít nhất là 100%. Hãy kiểm tra là xem từng bạn có đạt được KPI hay không. Đó. Bây giờ nhá, thì trước khi mình làm ấy thì chúng ta sẽ phải chú ý một chút, đó là mình sẽ phải xem cái data của chúng ta nó có những cái gì đã. Đầu tiên ấy thì trong cái đề bài của chúng ta nhá, là mình muốn lấy được doanh số của năm 2012 và 2011, đúng không? Thì trong cái bài này thì khi mọi người để ý vào một cái sheet, đó chính là cái sale other header ấy, thì ở trong này chúng ta sẽ có một cột tên là other date, chính là cột ngày của chúng ta này. Ngoài ra thì ở đây của chúng ta nhé, chúng ta sẽ có thêm một cái cột nữa, đó là cột đây là cột sale person ID, thì đây sẽ chính là mã của những cái bạn sale. Và ngoài cái cột sale person ID này ra thì chúng ta sẽ còn một cột nữa, đó chính là cột doanh thu, đó chính là cột total deal. Ngoài ra ấy, thì ở đây chúng ta ở đây thì trong cái bảng sale other header này thì mình sẽ chỉ có cái mã của bạn sale thôi. Và bây giờ nếu mà mình muốn lấy thêm cái tên của bạn sale nữa thì chúng ta sẽ ngó sang cái trường employee. Thì trong cái trường employee này thì bạn có thể dựa vào cái cột đầu tiên của chúng ta ấy, đó chính là business entity ID. Và từ cột này ấy, thì chúng ta có thể soi sang được cái employee name này. Được chưa mọi người? Đó. Bây giờ nhá thì mình sẽ giải quyết bài toán này hoàn toàn bằng SQL. Đầu tiên nhé, thì chúng ta sẽ quay trở lại cái file SQL User Form Training của mình. Thì việc đầu tiên nhé, các bạn hãy kích vào cho mình cái nút Select File. Sau đó thì các bạn chọn tới cái data. Cái hai cái file này thì mình đều sẽ đính kèm ở trong cái description của YouTube các bạn nhé. Thì các bạn có thể tìm vào đó và download về giúp mình. Thì mình sẽ chọn là data này. Thì các bạn thấy là sau khi mà bạn chọn cái file data xong thì cái đường dẫn ấy nó sẽ được lưu ngay vào đây. Tiếp theo ấy thì các bạn sẽ ấn vào cho mình cái Show Form này. Thì nó sẽ show ra cho bạn cái form để có thể là viết SQL. Đó, như thế này. Bây giờ nhá, thì chúng ta sẽ bắt đầu viết cái câu lệnh SQL như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ thử cho mình một cái việc. Đó là bạn sẽ lấy dữ liệu toàn bộ từ cái sheet gọi là sale other header. Chính là cái sheet này các bạn nhé. Mình sẽ lấy toàn bộ dữ liệu từ cái sheet này đã. Đó. Đây. Cái này thì bạn nhớ nó là một cái sheet Excel, nó sẽ có dấu đô la ở cuối nhé. Thì các bạn chọn như này đã và bạn run comment đi. Đó. Bạn thấy chúng ta mất khoảng tầm 3 giây để có thể lấy được toàn bộ dữ liệu về. Bây giờ thì ở cái bài này thì mình đang muốn lấy theo là sale person ID, đúng không? Các bạn có thể sang cái file này này và bạn copy cái tên này về. Đấy, các bạn copy vào đây. Hoặc là các bạn có thể gõ cũng được, không vấn đề gì. Chạy thử này. Đó. Bây giờ nhá, thì chúng ta sẽ phải lấy ra được cái doanh số của 2012 và 2011. Thì ở đây của chúng ta nhá, mình sẽ sử dụng một kỹ thuật gọi là đánh flag. Có nghĩa là nếu mình sử dụng một hàm là if thôi, nếu mà cái year other date ấy nó bằng 2012 thì mình sẽ lấy giá trị ở cột total deal, còn không ấy thì mình sẽ để nó là không thôi. Đó, và sau đó mình sum lại. Thì ở đây ấy, chúng ta sẽ viết như sau. Mọi người sẽ lồng cho mình cái hàm sum bên ngoài này. Sau đó mọi người viết cho mình là if nhá. Ở đây thì if của chúng ta này, điều kiện sẽ là year của cột other date. Nếu cái này nó bằng là 2012 thì chúng ta sẽ lấy giá trị ở cột total deals, còn không thì chúng ta để là không. Và các bạn sẽ đóng một ngoặc cho hàm if này và một ngoặc nữa cho hàm sum. Và s thì các bạn sẽ để một cái tên như là alias ở trong ngoặc thôi. Ở đây mình sẽ dùng là 2012 nhé. Phải. Tương tự nhé, thì các bạn sẽ xuống dòng cho mình đi. Đó. Và bạn có thể là bạn copy cho mình cái dòng trên này xuống này. Đó. Copy xuống nhé. Như này. Cái này thì bạn sửa cho mình thành 2011. Và cái year date này thì cũng để cho mình là 2011 thôi. Bây giờ thì giả sử mình chạy thử đi. Đấy. Thì bạn thấy nhá, nó sẽ báo luôn là cái sale person ID này, này. Nó không phải là một cái phần của cái array function. Tại vì ở đây mình có một cái hàm sum ấy. Nên khi mình làm ấy, các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải group by theo cái sale person ID này nhá. Mình cần copy xuống đây thôi. Và bây giờ mình chạy thử này. Đó, mọi người thấy là chúng ta mất khoảng tầm 1 giây để có thể lấy ra được những cái dữ liệu này.
Nhưng ở đấy thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề như sau. Đó là trong cái dữ liệu về sale under header của chúng ta ấy, nó sẽ có những cái đơn hàng mà nó không biết là nó bị thiếu sót, nghĩa là không biết được cái sale person ID của chúng ta là ai. Và trong trường hợp này thì mình nghĩ là chúng ta nên lọc bỏ cái này đi là một này. Thứ hai là cái trường hợp này thì những cái bạn nào ấy mà có cái doanh số của 2011 mà nó bằng 0 ấy thì mình nghĩ là mình cũng nên loại bỏ. Tại vì 2011 thì bạn ấy chưa vào thì cũng sẽ không thể nào ép KPI cho bạn đó được, đúng không? Thì trước group by thì mình sẽ thêm một cái hàm where vào đây. Ở đây thì điều kiện đầu tiên nhá, đó chính là cái sale person ID này của mình này, nó sẽ là is not none, nghĩa là mình sẽ lọc bỏ giá trị gọi là trống như này đi trước. Thứ hai là mình sẽ lấy cái sum này và mình mang ra so sánh. Nếu mà cái sum của năm 2011 á mà nó bằng 0 thì mình cũng sẽ loại bỏ đi. Và cái này ý, thì chúng ta làm cái lọc sau khi mà chúng ta group by, nên mình sẽ để nó heavy. Và bây giờ nhá, thì chúng ta sẽ copy cái giá trị ở trên này này, mình bỏ xuống đây và mình sẽ viết cho nó là nếu nó khác không đi, ví dụ như này đó. Bây giờ mình sẽ chạy thử nhá, thì mọi người thấy nhá là bây giờ ấy chúng ta đã lấy ra được cái doanh số theo sale person ID theo từng năm rồi, đúng không? Bây giờ thì đó là lúc mà chúng ta phải tính ra cái growth rate. Thì growth rate của chúng ta nhá, thì mình sẽ tính bằng cách là mình sẽ lấy là 2012 này, nghĩa là lấy năm hiện tại đi, trừ đi cái năm trước đó, đúng không? Sau đó thì mọi người chia cho tổng của 2011 nó như thế này. Và trong cái mục này của chúng ta nhé, thì mình nghĩ là các bạn nên nhân 100 lên để mình xem cái tỷ lệ phần trăm nó là bao nhiêu. Và S thì mình sẽ để cho nó một cái tên là grow grow rest như thế này. Đó, mình sẽ chạy thử cái giá trị này mọi người nhé. Đó, thì mọi người thấy nhá là chúng ta tính ra growth rate này, thì ở trong cái năm 2012 ấy, thì nhìn vào đây bạn có thể thấy là cái doanh số của chúng ta nó phát triển vượt bậc. Tại vì gần như ấy, thì bạn nào cũng đa phần là các bạn có thể đạt doanh số như là tăng trưởng growth rate nó lên tới hơn 100% cơ. Có bạn thì nó đạt tới là 1.485%. Nói chung thì đây là một con số nó cũng khá lớn. Và bây giờ ấy thì mình nghĩ là chúng ta sẽ phải cố gắng là phân loại một cách phân loại nó ra nữa. Có nghĩa là phân ra xem bạn nào đạt KPI, còn bạn nào không đạt, đúng không? Thì ở đấy chúng ta tiếp tục sử dụng một hàm if thôi. Và mình sẽ viết vào đấy, đó chính là grow rest nó như thế này. Nếu grow rate của chúng ta nhá mà nó gọi là nhỏ hơn 100 thì mình có thể trả về kết quả đó chính là no. Còn không ấy, thì mình trả về kết quả là yes. Các bạn nhớ ở trong SQL nhá thì chữ ấy, thì chúng ta sẽ để cho nó trong ngoặc đơn chứ không phải là ngoặc kép như ở trong Excel mọi người nha. Và S thì mình có thể là đặt tên cho nó là KPI check, ví dụ như này. Ở đây thì mọi người có thể đặt bất kỳ một cái tên nào đó mọi người muốn nhé. Mình chạy thử này. Đó, thì các bạn có thể thấy này, cũng chỉ mất khoảng tầm 1 giây thôi. Thì chúng ta lọc ra những cái bạn mà đạt được KPI và chúng ta có một số bạn không đạt như thế này. Đó, được chưa mọi người? Rất đơn giản luôn. Bây giờ nhá, thì sau khi mà chúng ta làm xong tất cả các bước như này, thì bây giờ mình muốn lấy thêm được cái phần tên name đúng không? Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ phải join cái dữ liệu của cái bảng này của chúng ta với cái bảng employee dựa theo cái shape and ID này để chúng ta lấy ra thêm cái name của cái bạn đó nữa. Thì bây giờ nhá, chúng ta sẽ biến cái này nó trở thành một cái subquery. Có nghĩa là mọi người đóng ngoặc lại hết như này. Sau đó mọi người enter xuống và tiến hành cho mình là select này. Sao đi, nghĩa là mình lấy hết đi. Được chưa? Đó. From và cái vùng này của mình nhá, mình đã ra tên cho nó T1. Và bây giờ nhá, mình sẽ tiến hành là left join với cả cái gì? Mình sẽ left join với cả cái bảng employee này. Đấy. Employee đô la. Đấy. On. Đó, on cái gì? On của chúng ta nhá, thì mình sẽ viết cho nó là T1 chấm T1 chấm T1 của chúng ta nhá. Cái này mình đặt tên cho nó T2 đi. Thì cái T1 của chúng ta ấy, thì mình sẽ dựa vào đó chính là cái sale other sale person ID đúng không? Sale person ID này. Đó. Chúng ta sẽ dựa vào sale person ID bằng T2 chấm cái gì? Thì ở đây nhá. Mọi người nhìn vào đây này, mình sẽ sử dụng là business entity ID thôi. Đó. Rồi, bây giờ nhá thì ở đây ấy, thì mình sẽ lấy ra tất cả từ cái bảng T1. Còn cái bảng T2 ấy, thì thực ra ấy, chúng ta chỉ lấy ra một cái T2, đó chính là T2 chấm
employee name thôi, mình chỉ lấy con này thôi. Đó. Và mình sẽ đặt nó vào đây. Sau đó mình sẽ thử run cái comment này các bạn nhé. Đó. Thì các bạn thấy nhá là employee, à cái này xin lỗi mình cho các bạn một chút này. Là cái employee này thì đây. Employee, cái sheet employee nha. Left join employee dollar $T2 T1.share person ID. Mình sẽ thử là run comment một lần nữa. Employee is not a valid name. Make sure it does not include. Rồi ok. Mình sẽ kiểm tra lại cái này một chút này. Cái này thì mình sẽ xếp lại cái file đi. Cái này chắc là lúc mình thêm data chắc là mình cũng chưa xếp lại. Mình kiểm tra lại một chút nhé. Bây giờ mình sẽ run lại comment này. Đó, thì các bạn thấy nó vẫn đang bị lỗi. Thì mình sẽ kiểm tra là cái employee này một chút này. Có thể là mình sẽ gõ lại cho nó đi. Ví dụ như này. Rồi, cái này có thể là mình sẽ xếp đè nó vào trong cái file data đi. Có lẽ là lúc mà mình khi mình làm á, thì cái data mà mình chưa được xếp lại thôi. Thì bây giờ nhá, mình sẽ xếp lại nó vào cái video của mình. Đây, sẽ đè vào cái file data này nhá. Đấy, yes. Rồi, bây giờ nhá thì mình sẽ chạy lại thôi. Run comment này. Đấy, các bạn thấy không? Chỉ mất có khoảng tầm 0,45 giây chúng ta có kết quả ngay lập tức. Có lý do lúc nãy thì tại sao mình không thu được kết quả thì cũng rất đơn giản thôi. Tại vì cái data ban đầu khi mình làm ấy thì trong đấy nó chưa có cái sheet employee này. Đó, nên mình chỉ cần là bổ sung nó vào trong data thôi là nó có thể là join được, có thể truy vấn được. Và như bạn thấy nhá, là mình đã lấy được tất cả các sales ID kiểu như với cả doanh thu theo từng năm rồi, đúng không? Bây giờ ấy thì mình sẽ làm thêm một cái việc nữa. Đó là ở đây ấy, là mình muốn là cái doanh thu của mình sẽ sắp xếp theo cái năm 2012 giảm dần, đúng không? Thì ở đấy mình có thể thêm vào một cái other by nữa. Đó, có lẽ là mình sẽ thu nhỏ lại một chút này. Thì trong cái mục gọi là other by này thì mọi người sẽ sắp xếp nó theo một trường. Ví dụ mình sắp xếp theo cái trường là T1.2012 và mình để DSC đi. Có nghĩa là nó sẽ giảm dần. Run comment này. Thì bạn thấy nhá, nó nói chung thì SQL nó cũng khá dễ học và cũng khá dễ viết. Và nó sẽ có một cái tính gọi là tùy biến rất cao. Bây giờ nhá, thì cái câu lệnh này mình sẽ tạm thời mình tắt cái này đi. Và bạn có thể thấy nhá là từ nãy đến giờ ấy thì tất cả câu lệnh của chúng ta ấy thì mình nó đều sẽ được ghi nhận ở bên cái jQuery story, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ copy tạm nó qua đây đã. Bây giờ nhá thì mình sẽ mở to cái này ra một chút. Thì ở trong cái này của chúng ta ấy thì mọi người có thể thấy một điều. Đó là khi mà mọi người nhìn vào đấy thì mặc định là chúng ta chỉ tham chiếu tới 2012 với cả 2011 thôi. Bây giờ nhá thì mình muốn tạo ra hai cái ô ở trên bảng tính. Ví dụ như là ô B12 và B13. Và mình muốn là khi thay đổi giá trị trong B12, B13 ấy, và mình tạo ra một query ở đây và chỉ copy vào để chạy thôi, thì cái báo cáo của mình nó sẽ trở nên nó động hơn, đúng không? Vậy bây giờ thì mình sẽ làm nó như thế nào? Thì bây giờ nhá, mọi người sẽ bằng ở đây cho mình đã này. Sau đó mọi người đóng ngoặc kép ở hai đầu. Tại vì tất cả các đoạn này của chúng ta ấy, thực ra nó chỉ là một cái chuỗi thôi. Được chưa mọi người? Bây giờ nhá, nhìn ở đây này, thì chúng ta chỉ cần thay đổi hết tất cả mấy cái có 2011 với 2012 bằng cái giá trị ở ô B12 và B13 là xong, đúng không? Thì bây giờ nhá, chúng ta xóa 2012 này, để hai ngoặc kép vào. Và mọi người nối cho mình hai cái dấu vào đây. Sau đó thì trong cái mục này thì cái này là 2012 đúng không? Thì mọi người điền vào cho mình là B12. Tiếp theo nhá, thì mọi người copy cho mình cả cụm này ra này. Kích đúp vào xóa đi 2012 nhá. Và mọi người thay thế cái đoạn đó vào đây. Cứ thế làm cho đến hết. Với 2011 thì mọi người cũng có thể copy, nhưng mà mọi người sẽ sửa giúp mình từ B12 thành B13. Tương tự đối với cả cái 2011 này thì cũng thành B13 nhá. Đó. Tương tự ở đây này, cái chỗ này thì vẫn là B12 nha. Chỗ này thì sẽ là B13 này. Đó, mở copy thì mở sửa cho mình thôi là được. Đó, chỗ này thành B13. Tương tự nhá, thì mình kéo xuống chỗ này có 2011 này, là cái năm của chúng ta để lọc đúng không? Thì cái này mọi người cũng sửa thành B13 này. Tương tự mình kéo xuống một chút thì cái 2012 này thì nó sẽ là B12 rồi. Và mình nhấn enter nhá. Thì bây giờ mình sẽ thử thay đổi nhá. Ví dụ như current year mình để nó thành 2014 đi. Ví dụ như này. Đấy. Thì bây giờ nhá, mình quay trở lại đây. Thì mọi người nhìn câu lệnh ở đây này. Tất cả mọi thứ ấy, nó đổi thành 2014 rồi.
Bây giờ mình chạy lại câu lệnh nhá. Mình bật show form này. Copy cái này vào. Đấy. Thì khi mình copy nhá thì mọi người thấy là chúng ta sẽ có ở hai cái dấu ngoặc kép ở hai đầu, thì mọi người chỉ cần xóa tay nó đi thôi. Và mọi người thấy ở đây này, tất cả là lúc nãy là nó 2012 các thứ nó đổi thành 2014 và 2013 rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần run comment một lần nữa thôi. Đấy. Thì mọi người thấy nhá là chúng ta sẽ thu được kết quả như thế này luôn. Đó. Mình có thể thử một lần nữa nhá. Ví dụ đổi thành 2013 đi. Công thức ở dưới đơn giản thôi. Mình lấy cái ô trên trừ đi 1 là xong mà, đúng không? Và bây giờ nhá, mình lại copy show form này. Copy này. Xóa đi các dấu ngoặc kép ở hai đầu và run comment. Đó. Mọi người có thể thấy nhá là cái việc báo cáo của chúng ta bây giờ ấy nó đã trở nên cực kỳ đơn giản rồi, đúng không? Và mình làm cái việc này thì mình sẽ không cần mở file data của chúng ta lên luôn. Mình có thể là mình sẽ tắt cái file data đi này. Và mình paste lại nhá. Đây, paste lại vào đây. Và thử xem nó có chạy khi mà cái file data nó đang đóng mọi người nhá. Đó. Mọi người thấy nhá, là chỉ mất có 1 giây thôi. File data không cần mở luôn mà chúng ta vẫn có thể là truy vấn và phân tích báo cáo và lấy dữ liệu về một cách cực kỳ đơn giản luôn. Và đến đây thì cái bài chia sẻ của mình thì cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cho các bài chia sẻ kế tiếp.